Hồng Kông chỉ trích Mỹ vì dừng 3 thỏa thuận. Palestine cảnh báo UAE hậu quả từ thỏa thuận hòa bình với Israel. Lãnh đạo phe đối lập Nga bất tỉnh và nghi bị đầu độc. Việt Nam yêu cầu Malaysia cung cấp thông tin vụ bắn chết ngư dân. Hồng Kông chỉ trích Mỹ vì dừng 3 thỏa thuận. Chính quyền Hồng Kông vừa qua đã lên án Mỹ dừng thỏa thuận dẫn độ và miễn thuế đối ứng, đồng thời cáo buộc Washington đã sử dụng Hồng Kông như con tốt chính trị. Chính quyền Hồng Kông vào hôm 20 tháng 8 ra tuyên bố cho hay, quyết định đơn phương của Mỹ phản ánh sự thiếu tôn trọng của họ đối với chủ nghĩa song phương và chủ nghĩa đa phương dưới thời chính quyền đương nhiệm. Hành động này cần bị cộng đồng quốc tế lên án. Bình luận được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thông báo dừng hoặc chấm dứt 3 thỏa thuận song phương với Hồng Kông để phản đối luật an ninh mà Bắc Kinh ban hành tại thành phố. Các thỏa thuận này gồm bàn giao tội phạm đào tẩu, chuyển giao người bị kết án và miễn thuế đối với thu nhập có được từ hoạt động quốc tế của các tàu. Tuyên bố của chính quyền Hồng Kông cũng nêu thêm, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông kịch liệt phản đối và lấy làm tiếc về hành động của Mỹ. Động thái này bị đánh giá là gây rắc rối cho quan hệ giữa Mỹ và Trung, sử dụng Hồng Kông như một con tốt. Tuyên bố cũng nêu rằng các thỏa thuận song phương không phải là sự biệt đãi dành cho Hồng Kông, mà được đàm phán dựa trên thiện chí nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên. Quyết định dừng 3 thỏa thuận được Mỹ đưa ra sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh đối với đặc khu Hồng Kông. Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hồng Kông, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ. Các nước trong liên minh tình báo ngũ nhãn bao gồm Mỹ, Canada, Úc, Anh và New Zealand, cũng như hai quốc gia châu Âu là Pháp và Đức, đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông để phản đối luật an ninh. Mỹ tháng này áp đặt các biện pháp trừng phạt trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam cùng nhiều quan chức, cựu quan chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Đáp lại, Trung Quốc đã chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hồng Kông với Canada, Úc, Anh và New Zealand, trong khi chính quyền Hồng Kông thông báo dừng hiệp ước dẫn độ với Pháp và Đức. Bắc Kinh cũng tuyên bố áp lệnh trừng phạt với 11 công dân Mỹ, trong đó có nhiều thượng nghị sĩ để phản đối Washington. Palestine cảnh báo UAE hậu quả từ thỏa thuận hòa bình với Israel. Ông Azam El Amas, thành viên cấp cao trong phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào hôm 20 tháng 8, cho rằng quyết định ký thỏa thuận hòa bình với Israel sẽ cô lập các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE, với thế giới Ả Rập. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Palestine, ông Amas khẳng định hòa thuận của UAE với Israel mâu thuẫn với sáng kiến hòa bình Ả Rập năm 2002. Theo đó, bất kỳ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ đơn phương nào của các quốc gia trong khối Ả Rập với Israel đều bị bác bỏ. Trong khi đó, người phát ngôn Tổng thống Palestine là ông Nabil Abu Rildani nhấn mạnh việc tuân thủ sáng kiến hòa bình Ả Rập là một phép thử thực sự đối với lập trường của tất cả các quốc gia Ả Rập và Jerusalem. Những tuyên bố trên của giới chức Palestine được đưa ra trong bối cảnh ngày 13 tháng 8 vừa qua. UAE và Israel đã thống nhất hướng tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Với thỏa thuận mang tên Hiệp ước Abraham này, UAE là quốc gia Ả Rập thứ ba bình thường hóa quan hệ với Israel sau khi Ai Cập ký vào năm 1979 và Jordan ký năm 1994. Palestine sau đó đã phản đối thỏa thuận trên, cho rằng UAE đã phản bội người Palestine. Tuy nhiên, Oman cùng Bahrain đã bày tỏ quan điểm ủng hộ thỏa thuận. Các quốc gia vùng vịnh khác đến nay vẫn chưa đưa ra phản ứng về thỏa thuận này. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa UAE và Israel được cho là báo hiệu một sự thay đổi lớn. Theo đó, hòa bình giữa các nước Ả Rập và Israel có thể đi trước một thỏa thuận với người Palestine. Lãnh đạo phe đối lập Nga bất tỉnh và nghi bị đầu độc.
phát ngôn viên Kira Jamis của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny vào hôm 20 tháng 8 đã đăng lên Twitter cho biết ông Alexei đã bị nhiễm độc và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Chúng tôi nghĩ ông Alexei đã bị đầu độc bằng chất gì đó pha vào trà của ông. Đó là thứ duy nhất ông ấy uống buổi sáng. Alexei Navalny, 44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga, đang bay từ Siberia đến Moscow, phải hạ cánh khẩn cấp vì thấy không khỏe. Các bác sĩ sau đó nói rằng chất độc đã nhanh chóng được hấp thụ qua chất lỏng nóng. Ông Navalny trước đó đã uống trà tại một quán cà phê ở sân bay Storm Siberia trước khi lên máy bay. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời chủ quán cà phê cho biết họ đang kiểm tra camera để cố gắng xác định điều gì đã xảy ra. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS xác nhận lãnh đạo đối lập Nga đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho các bệnh nhân nhiễm độc tại bệnh viện cấp cứu số 1 OMSK. Bác sĩ tại bệnh viện này cũng cho biết ông Navalny đang phải thở máy và trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên không nói rõ nguyên nhân. Anatoly Kalichichenko, phó giám đốc bệnh viện, trả lời báo giới rằng không có gì chắc chắn do đầu độc, nhưng đó có thể là một trong những nguyên nhân. Năm 2017, ông Navalny cũng từng bị bỏng hóa chất vùng mắt sau khi những kẻ tấn công ném chất có màu xanh vào mặt ông ngay bên ngoài văn phòng. Ông Navalny cũng từng tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2018 và đã tổ chức các sự kiện vận động tại nhiều thành phố để tìm sự ủng hộ. Ông cũng bị bắt hồi cuối tháng 9 năm 2017 và phải ngồi tù 20 ngày vì vi phạm luật tổ chức các cuộc gặp nơi công cộng. Việt Nam yêu cầu Malaysia cung cấp thông tin vụ bắn chết ngư dân. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo chiều ngày 20 tháng 8 cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang làm việc với Bộ Ngoại giao Malaysia, yêu cầu các cơ quan chức năng nước này cung cấp thông tin cụ thể về sự việc, tạo điều kiện cho đại diện đại sứ nắm thêm thông tin từ phía ngư dân Việt Nam, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân đối với ngư dân thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Việt Nam đã có thông tin về số liệu hai tàu cá Malaysia bắt giữ và đã đề nghị Malaysia để đại diện Việt Nam thăm lãnh sự các công dân bị bắt. Trước đó, hôm 16 tháng 8, Cơ quan thực thi pháp luật biển Malaysia cho biết đã bắn chết một ngư dân Việt Nam và bắt 18 người còn lại, cùng hai tàu cá với cáo buộc đánh bắt cá trái phép tại vùng biển ngoài khơi tiểu bang Kelantan thuộc Malaysia. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho hay, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng sở để làm rõ thông tin việc ba tàu cá của Khánh Hòa cùng 26 ngư dân đang bị phía Indonesia tạm giữ, đồng thời đề nghị nước này sớm có thông báo chính thức để Việt Nam chuẩn bị các biện pháp bảo hộ công dân. Được biết, 26 ngư dân bị phía Indonesia tạm giữ trước đó đã bị cơ quan giám sát tài nguyên biển và nghề cá tại Pontianak, Indonesia cáo buộc đánh bắt cá trái phép và sử dụng dụng cụ đánh cá bị cấm.